Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài số 6 trong loạt bài Listening Practice Through Dictation, Part 2, phần 2. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với phần Science and Technology, tức là khoa học và công nghệ. Bài số 6 ngày hôm nay có tiêu đề là Flying Cars, có nghĩa là những chiếc ô tô bay. Fly là bay, flying, car là ô tô, flying car là những chiếc ô tô bay. Trước hết tôi sẽ xin phép được đọc qua nội dung của toàn bài, như thường lệ. Listen to this. This newspaper article says that some scientists are working on a new kind of airplane. People can use these flying cars for short trips. How interesting! The article says the first flying car may be ready within the next few years. That's quite soon. How would this flying car work? Can anybody use one, or is it only for people who know how to fly airplanes? You don't need to be an airplane pilot to use a flying car. The article says there would be a computer inside the car that would know where you want to go. The driver does not need to control the car unless something goes wrong. Does the article say how much a flying car would cost? It will probably cost too much money. We would not be able to afford one. True, but wouldn't it be nice to fly over traffic jams instead of sitting in the middle of them? Yes, but then we might end up with traffic jams in the sky. Tôi sẽ dịch qua bài này như sau. Listen to this. Nghe này. This newspaper article, bài báo này, says that, nói rằng, some scientists, các nhà khoa học, are working on a new kind of airplane, đang nghiên cứu về một loại máy bay mới. People can use these flying cars. Người ta có thể sử dụng cái loại ô tô bay này for short trips, cho những chuyến đi ngắn. How interesting. Oh, thú vị thật đấy. The article says, bài báo nói rằng, the first flying car may be ready. Cái ô tô đầu tiên, ô tô bay đầu tiên sẽ có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng within the next few years, trong vòng vài năm tới. That's quite soon. Ồ, sớm thế à? How would this flying car work? Thế cái ô tô bay này sẽ làm việc như thế nào? Can anybody use one? Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng một cái. Or is it only for people who know how to fly airplanes? Hay là nó chỉ dành cho những người mà biết lái máy bay thôi? You don't need to be an airplane pilot. Oh, bạn không cần phải trở thành một phi công máy bay đâu. To use a flying car, để sử dụng một cái ô tô bay. The article says, bài báo nói rằng, there would be a computer inside the car. Sẽ có một cái máy tính ở phía trong ô tô. That would know where you want to go. Máy tính đó sẽ biết rằng là bạn muốn đi đâu. The driver does not need to control the car. Người lái thì sẽ không cần phải kiểm soát cái ô tô, unless something goes wrong, trừ khi là có cái gì đó không ổn. Does the article say how much a flying car would cost? Bài báo nói rằng là cái ô tô bay đó thì sẽ có giá là bao nhiêu? It will probably cost too much money. Có thể là nó sẽ rất đắt. We would not be able to afford one. Chúng ta sẽ không thể đủ tiền để mua được một cái. True, but wouldn't it be nice to fly over traffic jams? Đúng rồi, nhưng mà chẳng phải là rất là vui nếu như mà chúng ta có thể bay qua những cái con đường tắc phía dưới, những cái nơi tắc đường phía dưới sao? Instead of sitting in the middle of them, thay vì chúng ta phải ngồi chờ đợi ở giữa cái đám đông đó, giữa cái tắc đường đó. Yes, but then we might end up with traffic jams in the sky. Vâng, nhưng cuối cùng, nhưng sau đó thì chúng ta lại có thể kết thúc với lại một những vụ tắc đường ở trên bầu trời mà thôi. Thì đó là toàn bộ nội dung của bài ngày hôm nay. Thì chúng ta đã hiểu là bài này nói về một cái sản phẩm của trí tuệ
của công nghệ thời đại mới, đó là một chiếc ô tô bay. Một điều mà bây giờ vẫn còn đang nằm trong tưởng tượng của nhiều người, nhưng thực tế thì các nhà khoa học trên thế giới đã đang và nghiên cứu, và thực tế đã có những chiếc ô tô bay được đưa vào sử dụng ở thời điểm này, nhưng nó còn đang trong thử nghiệm. Và cái bài báo này, cái bài này thì là hai người bạn trao đổi với nhau về một cái bài báo viết về cái công nghệ làm ô tô bay đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng câu, chúng ta sẽ học từng câu một. Listen to this, nghe này. Chúng ta có cái động từ mới ở đây. Động từ này không phải là mới, nhưng tôi cũng đọc lại cho nó chính xác, là từ listen. Listen to là có nghĩa là lắng nghe, nghe cái gì đó. Bao giờ thì listen cũng đi với từ giới từ là to. Listen to, nghe cái gì đó thì chúng ta có cái danh từ ở phía sau từ to. Listen to this, nghe này. Cả cái cụm này dịch là nghe này. Listen to this, nghe này. Còn nếu các bạn bảo hãy nghe tôi này, nghe là nghe tôi, thì các bạn phải nói là listen to me. Đó. Listen to this, nghe này. Cái từ listen này là sờ nhẹ. Các bạn chú ý là từ này không phải đọc là listen như một số bạn đọc, mà nó chỉ có cái âm sờ thôi, là listen. Ta không đọc cái âm tờ đâu. Listen. Listen to this, nghe này. This newspaper article says that chúng ta có cái từ báo chí gì đó thì là newspaper, một tờ báo thì là newspaper, paper là giấy đó, news là tin tức, newspaper là báo, tờ báo. Thế còn chúng ta có cái bài báo viết ở trên tờ báo đó, các cái bài báo trên viết trên đó thì được gọi là article. Thì các bạn có thể đọc là article hoặc là article. Nếu các bạn đọc theo Anh Mỹ thì nó là article, hoặc là Anh thì là article hoặc là article. Các bạn lưu ý đây là âm A trong article, hoặc là article. Newspaper article là một bài báo viết ở trên cái tờ báo đó. Says that là nói rằng. Says that là nói rằng. Các bạn có thể thấy ở đây là có từ say ấy, chúng ta có thêm cái chữ sc ở phía sau ấy. Thì chúng ta lại không đọc là says mà chúng ta lại phải đọc là says. Các bạn lưu ý chỗ này nhé, đây là một điểm bất quy tắc ở trong cách phát âm các cái từ tiếng Anh. Thì nếu các bạn không học thì các bạn cũng không hiểu người ta đang nói về cái từ gì. Và đây là một cách nói phổ biến khi người ta nói về một cái gì đó mà người ta muốn mang tính thời sự, tin tức, thông báo một cái thông tin gì đấy, thì người ta thường dùng cái cụm từ này, tức là says that, cho rằng hay là nói rằng. Ngoài ra người ta cũng có thể thay từ says bằng từ said, tức là quá khứ của say, said. Người ta có thể nói là said that hoặc là says that. Hai cái này đều có nghĩa như nhau, đều có nghĩa là nói rằng. Ở đây ý người ta nói là tờ báo này nói rằng. This newspaper article says that. Tờ báo này nói rằng. Some scientists, một số các nhà khoa học, are working on, đang nghiên cứu về. Chúng ta đã được học từ nghiên cứu ở những bài trước là research. Chúng ta có rất nhiều từ nghiên cứu, ví dụ research, learn hay là study. Hôm nay chúng ta có thêm một từ nữa là từ work, cũng có nghĩa là nghiên cứu về. Như vậy để diễn tả một cái ý là đang nghiên cứu, đang thực hiện thí nghiệm, đang làm một cái công trình gì đó về một vấn đề gì đấy, thì chúng ta có rất nhiều từ để diễn tả cái ý này. Và chúng ta bao giờ cũng có cái giới từ on đi phía sau là để nói về vấn đề gì đấy. Some scientists, một số các nhà khoa học, are working on, đang nghiên cứu về a new kind of airplane, một loại máy bay mới. Chúng ta có danh từ airplane là máy bay. Airplane là máy bay. Các bạn đọc airplane. Còn chúng ta có một từ nữa là từ kind, có nghĩa là loại. Nếu các bạn không dùng kind, các bạn có thể dùng từ type, type. Thay cho từ này, chúng ta có thể nói là kind of airplane hoặc là type of airplane đều được.
Thì tôi dịch lại cả câu. Listen to this. Lắng nghe này, nghe này. This newspaper article says that. Bài báo này nói rằng some scientists, một vài các nhà khoa học, are working on a new kind of airplane. Đang nghiên cứu về một loại máy bay mới. New kind là một loại mới. New kind of, các bạn nếu nối âm vào. New kind of airplane. Are working on a new kind of airplane. A new kind of airplane, một loại máy bay mới. Câu tiếp. People can use these flying cars for short trips. Người ta có thể dùng những cái chiếc ô tô bay này để đi những cái chuyến đi ngắn. Chúng ta có cụm từ flying cars là ô tô bay, tôi đã giải thích ở trên rồi. Nhưng ta có từ phía sau là từ short trips. Chúng ta có từ short là ngắn rồi. Thế còn trips thì nó có nghĩa là những cái chuyến đi. Số ít là trip, trip, tra, trip. Đây là âm y ngắn các bạn nhé. Các bạn đọc tra, ra, tra, giống như từ cái cây là tree các bạn. Sau đó các bạn đọc âm y ngắn là e, tre, tre, trip. Xong thêm âm pờ mới là trip, 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 trip. Số nhiều là trips. Short trips là những cái chuyến đi ngắn. People can use this flying car. Chúng ta có động từ sử dụng là use. Use là âm gì nha các bạn nha. Use. Nó không phải là âm sờ, là use. Là sai. Từ này các bạn phải đọc thành âm gì chứ không được nhầm lẫn giữa hai âm này. Các bạn đọc là use. Use. People can use. People chúng ta có thể dịch là mọi người. Hoặc là người ta. Chúng ta có thể dịch như vậy. Người ta có thể sử dụng những cái chiếc ô tô bay này. People can use these flying cars. Chúng ta có từ these. These là những cái này. Đó là số nhiều của từ this. Là một chiếc là cái này. Thế còn these là những cái này. People can use these flying cars. Người ta có thể dùng những cái ô tô bay này for short trips, cho những chuyến đi ngắn. For short trips, cho những chuyến đi ngắn. How interesting. Thú vị thật đấy. Chúng ta có tính từ interesting là thú vị. Và chúng ta có một cách nói cảm thán quen thuộc là chúng ta thêm cái từ how vào phía trước. How interesting. Nếu chúng ta muốn dùng tính từ thì chúng ta phải thêm từ how phía trước là how interesting. Thú vị thật. Còn nếu như chúng ta muốn nói là đó là một điều rất là thú vị thì chúng ta có thể nói là what a interesting thing. Đó, chúng ta hai cách nói là như vậy. Hoặc là chúng ta nói bằng đồng tính từ thôi, chúng ta nói là how interesting. Hoặc là chúng ta dùng danh từ thì chúng ta nói là what an interesting thing. Đó, đó là một điều rất thú vị. Hoặc là thú vị thật. Hai cách nói khác nhau. How interesting, thú vị thật. Và như tôi đã một số lần giải thích với các bạn, từ interesting này các bạn đọc không được đọc là interesting là sai. Mặc dù trên thế giới bây giờ người ta vẫn chấp nhận cho một số nước người ta nói cái từ này là interesting thì cũng vẫn hiểu thôi, nhưng thực ra nó không đúng. Mà chúng ta phải nói là interesting. Chúng ta bỏ cái âm tơ đi, âm ơ đi, là không đọc là âm inter nữa mà chúng ta đọc là interest, nó mất đi. Nó chỉ còn là interest, interest. Đó, trist, trist. Đó, nó là cái âm tr giống như cái từ số ban nãy chúng ta học là tree hay là trip. Interest. Interesting, thú vị. Câu tiếp. The article says, bài báo nói rằng, the article says, bài báo nói rằng, the first flying car, cái chiếc ô tô bay đầu tiên, first, chúng ta có từ first là đầu tiên. The first flying car, chiếc máy bay, chiếc ô tô bay đầu tiên, might be ready. Ready có nghĩa là sẵn sàng, ý người ta đây là sẵn sàng đưa vào sử dụng đấy. Might là có thể, might be ready, có thể sẽ được sẵn sàng. Within, within là trong vòng bao nhiêu lâu chẳng hạn, bao nhiêu thời gian chẳng hạn. Within là trong vòng. Within the next few years, trong vòng vài năm tới. Chúng ta có cái cụm này rất là quen thuộc. Các bạn có thể dùng cái cụm này để diễn đạt cho rất nhiều ý. Ví dụ là đây là nhiều năm. The next là tiếp theo, tới. Năm tới, năm tiếp theo. Few, few là một vài. Few years là một vài năm tới. The next few years là một vài năm tới, tiếp theo. Nếu chúng ta không nói là một vài năm tới, chúng ta nói một vài phút tới thì các bạn có thể nói là the next few minutes. Rồi.
Nói chung là chúng ta có thể dùng linh hoạt đi sau khi mà chúng ta đã học được cái ý này. The article says, bài báo nói rằng the first flying car, chiếc ô tô bay đầu tiên, might be ready, có thể sẵn sàng within the next few years, trong vài năm tới. Trong vòng vài năm tới. That's quite soon. Oh, thế thì khá là sớm đấy nhỉ. À, chúng ta có cái cụm từ là quite soon, là khá sớm. Quite có nghĩa là khá. Khá. À, cái từ này thì nó nhẹ hơn cái từ so hay là very. So hay very có nghĩa là rất. Đó. Nếu chúng ta nói là so soon thì là rất sớm, thế còn quite thì nó nhẹ, nghĩa nó nhẹ hơn, nó có nghĩa là khá đấy. That's quite soon. Oh, thế thì khá là sớm nhỉ. How would this flying car work? Chiếc ô tô bay này sẽ làm việc như thế nào? À, chúng ta có cái từ how là như thế nào. Would. À, cái từ would ở đây thì nó thay thế cho cái từ will, có nghĩa là sẽ đấy. Would thì nó có rất nhiều những cái nghĩa và người ta có thể sử dụng trong nhiều trường hợp, và một trong những cái phổ biến của nó là thì tương lai. Thì tương lai tức là nó có nghĩa là sẽ. Người ta hoặc là dùng will hoặc là người ta dùng would. Trong sách vở thì chúng ta, trong chương trình chúng ta học theo các cái giáo trình thì họ không đặt nặng về cái ý này, nhưng thực tế ở ngoài đời thì người ta lại dùng cái từ này rất là nhiều với nghĩa là sẽ. Ví dụ một trong những cái cụm từ mà hay gặp nhất mà chúng ta hay nghe thấy nhất là it would be nice, là sẽ tốt thôi. It would be nice, sẽ tốt thôi. Thì nếu dịch cụ thể nó ra thì nó phải là điều đó sẽ be nice, tốt thôi. Đó, it would be nice, nó sẽ tốt thôi. Đấy. Và trong câu này thì các bạn có thể thấy rằng là how would this flying car work? Thì ví dụ chúng ta thay cái từ này bằng từ will chẳng hạn, nó sẽ là how will this flying car work? Thì rất dễ hiểu là chiếc máy bay này sẽ làm việc như thế nào. Chúng ta có cái từ work là hoạt động như thế nào, làm việc như thế nào. À, như vậy là cái nghĩa này là nghĩa phổ dụng của nó. Còn ở bên trên chúng ta đã học từ work kia là nghĩa về nghiên cứu về vấn đề gì đấy. Còn cái nghĩa phổ dụng nhất của nó ở đây là nghĩa là làm việc hay là hoạt động. This flying car work là cái ô tô này hoạt động. How would this flying car work là cái ô tô bay này hoạt động như thế nào? Thì để nói về câu hỏi thì người ta đảo cái từ would hay là will lên phía trên. Để mà nói ở trong giao tiếp thì các bạn có thể dùng cả hai từ would hay là will. Thế nhưng mà chúng ta cứ học từng câu ở đây cho nó chắc, và chúng ta cứ học theo họ để cho nó thành quen. Sau này chúng ta nói thế nào cũng được, cho nó thuận mồm. That's quite soon. Khá sớm nhỉ. How would this flying car work? Thế thì cái ô tô bay này sẽ làm việc như thế nào? Can anybody use one? Chúng ta có từ anybody có nghĩa là bất kỳ ai. Can anybody use one? Ai cũng dùng được nó chứ. One ở đây có nghĩa là thay thế cho cái chiếc ô tô đó. Đó. Can anybody use one? Use là sử dụng. Ai cũng có thể dùng được nó chứ. Can anybody use one? Ai cũng có thể dùng được nó chứ. Or is it only for people who know how to fly airplanes? Or is it only? Hay là nó chỉ for people, chỉ dành cho những người. Or is it only for people? Hay là nó chỉ dành cho những người. Chúng ta có từ or là hoặc, hay là. Is it only for people? Nó chỉ dành cho những người. Đây là câu hỏi, người ta đảo từ is lên phía trước. À, những người như thế nào? Who know how to fly airplanes? Những người mà biết lái máy bay. Chúng ta có cụm từ lái máy bay ở đây là từ fly airplanes. Đó. Thì đối với lại những cái vật thể mà có thể bay được, nếu chúng ta muốn làm cho nó bay lên và điều khiển nó thì người ta dùng cái từ fly. Đó, ví dụ lái máy bay thì người ta dùng là fly airplane. Hay là ví dụ như là máy bay trực thăng chẳng hạn thì là fly helicopter. Còn thậm chí chúng ta thả diều trên bầu trời, diều nó cũng bay được, thì các bạn cũng có thể dùng là fly kites. À, chúng ta dịch lại nghĩa của câu này. Can anybody use one? Thế ai cũng có thể dùng được nó chứ? Or is it only for people who know how to fly airplanes? Hay là nó chỉ dành cho những người biết lái máy bay thôi? À, chúng ta tách cái ý của cái câu dài này ra thì chúng ta sẽ dễ dễ nói được này.
Or is it only for people? Là một ý. Or is it only for people? Hay là nó chỉ dành cho những người? Thì chúng ta đọc nối vào. Or is it, is it, is it, is it, is it? Or is it only for people? Or is it only for people? Chúng ta có từ only là chỉ. For people là dành cho những người. Dành cho ai đấy. Or is it only, hay là nó chỉ dành for people, dành cho những người. Who knows how to fly airplanes? Những người biết lái máy bay thôi. À, chúng ta có cái từ cụm là how to fly. Thì cái cụm này rất là phổ biến và hay gặp. Thì các bạn muốn nói là làm cách làm một cái gì đó mà chúng ta muốn giải thích cho một cái từ ở phía trước đó để làm rõ nghĩa thêm cho cái từ đó, chúng ta có cái cụm này how to gì đó ở phía sau là một cái động từ chẳng hạn. Ví dụ how to say không biết nói thế nào, how to do biết làm thế nào, how to fly không biết bay, không biết lái thế nào. Đấy. How to fly là lái như thế nào, how to say là nói như thế nào, how to do là làm như thế nào. Đó. Thực ra thì đây là một cách nói tắt, nhưng là nó lại rất là phổ biến trong cái văn nói thông thường và kể cả là trong văn viết ấy, và chúng ta cứ dùng nó một cách rất là vô tư các bạn nhé. Vì đây các bạn có thể chia thành một ý, mà nếu đã là một ý thì như những gì chúng ta đã học theo cách học mới thì các bạn đừng ngần ngại sắp xếp nó vào đâu cả. Đó. Ví dụ các bạn muốn nói là tôi không biết nói như thế nào, các bạn đừng suy nghĩ phức tạp, đừng suy nghĩ về ngữ pháp. Ví dụ dịch câu đấy đừng suy nghĩ về ngữ pháp gì nhiều. Các bạn chỉ cần nói là các bạn tôi không biết thì là I don't know. Nói như thế nào là how to say. Vậy thôi, tách ra làm hai ý. I don't know how to say. Vậy là xong. Chứ các bạn mà suy nghĩ về ngữ pháp vấn đề của cái câu đó, sắp xếp các từ như thế nào thì nó rất là phức tạp. Thì trong trường hợp này cũng thế. Who know how to fly airplanes? Những người biết lái máy bay. Những người biết là who know. Lái máy bay là how to fly airplanes. Thực ra dịch ở đây là những người biết lái máy bay như thế nào đấy. Đấy. That's quite soon. Khá là sớm nhỉ. Nhanh nhỉ đấy. How would this flying car work? Thế thì cái máy bay ô tô bay này sẽ làm việc hoạt động như thế nào? Can anybody use one? Ai cũng dùng được nó chứ? Or is it only for people? Hay là nó chỉ dành cho những người who know how to fly airplanes? Những người biết lái máy bay thôi. Câu tiếp. You don't need to be an airplane pilot. Câu này thì quá rõ rồi vì nó dịch giải nghĩa trả lời cho câu trên. Bạn không cần phải là một phi công máy bay đâu. Chúng ta có từ phi công là pilot. 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 Phi công. Airplane pilot là phi công, vẫn là phi công thôi. Phi công máy bay. Máy bay phản lực đấy. Chúng ta có cái từ là need là cần. You don't need to. Thì các bạn thấy rằng là cái từ need này người ta cũng sử dụng rất là thường xuyên trong văn nói. Cần phải làm gì đó. You don't need, bạn không cần. To be là trở thành hay là đó. You don't need to be, bạn không cần phải là an airplane pilot, một phi công. You don't need to be, bạn không phải là an airplane pilot, một phi công. To use a flying car, để sử dụng một cái máy bay ô tô bay đâu. Bạn không cần phải là một phi công để có thể sử dụng một cái máy bay đâu. You don't need to be an airplane pilot to use a flying car. Bạn không cần phải là một phi công để sử dụng một cái máy bay đâu. The article says, bài báo nói rằng, the article says, bài báo nói rằng, there would be a computer inside the car. Chúng ta lại gặp một lần nữa từ would ở đây là có nghĩa là sẽ đấy. There would be có nghĩa là sẽ có. Nếu ở hiện tại chúng ta nói có cái gì đấy thì là there is hoặc là there are. Thế còn ở trong quá khứ chúng ta nói là there was hoặc là there were. Nhưng tương lai chúng ta nói là there will be hoặc là there would be như trong trường hợp này. Đó. There would be a computer inside the car. Chúng ta có từ inside là phía trong. Trong cái gì đấy chúng ta nói là go inside the house, là đi vào nhà chẳng hạn. Thì bây giờ là inside the car là trong cái máy bay đấy, ở trong cái ô tô đấy.
The article says, bài báo nói rằng there would be a computer, sẽ có một cái cái máy tính inside the car, ở trong cái ô tô, that mà would know, sẽ biết where you want to go, bạn muốn đi đâu, hay là nơi bạn muốn đi. Where là nơi, mà you want to go, bạn muốn đi. Đó, thì chúng ta chia thành các ý như vậy. The article says, bài báo nói rằng there would be a computer, sẽ có một cái máy tính inside the car, ở trong cái ô tô, that would know, mà nó sẽ biết rằng where you want to go, nơi nào bạn muốn đi. Đó, à như vậy là chúng ta có thể nói được cái câu này rất là dễ bằng cách chia ý ra như vậy. Thì các bạn có thể nói như sau mà cũng không cần phải nhìn lại cái lời thoại của nó đâu. Chúng ta có thể nói là như thế này. Bài báo nói rằng the article says sẽ có một cái máy tính, there would be a computer, ở bên trong cái ô tô, inside the car, mà nó sẽ biết được, that would know, nơi nào mà bạn muốn đi đến, where you want to go. Đó, thì cả câu là như vậy. The article says there would be a computer inside the car that would know where you want to go. Câu tiếp, the driver does not need to control. Tài xế hay là người lái, ta có từ driver là người lái, tài xế. Ví dụ người lái taxi thì là taxi driver. Đối với lại ô tô thì người ta dùng từ driver. Nhưng đối với máy bay thì người ta dùng từ pilot, đúng không ạ? Và hai nghĩa này nó khác nhau, một cái là tài xế và một cái là phi công. The driver, người lái, does not need to control. Chúng ta lại dùng từ need một lần nữa, không cần phải kiểm soát. Chúng ta có từ control, đọc là control. Tro có nghĩa là tr, giống cái âm tree và nãy hay trip đấy, thì là tro, chúng ta đọc là tro, control. Thực ra nó còn có cái âm cong lưỡi ở phía sau nữa là control, nhưng mà cũng không cần thiết phải đọc cái âm đó rõ ra. The driver does not need to control. Các bạn nói cần cái gì đó thì là need to và bộ động từ phía sau. Thế còn nếu không cần thì các bạn nói là don't need, hoặc là does not need, hay là doesn't need. The driver does not need, hoặc là the driver doesn't need, không cần. To control, không cần phải kiểm soát. Không cần phải kiểm soát, control là kiểm soát. Hay là điều khiển, chúng ta có thể dùng từ điều khiển thì nó gần nghĩa hơn. Nghĩa của nó là điều khiển. Như vậy là cái người lái cũng không cần phải điều khiển cái ô tô này, bởi vì nó tự động rồi. The driver does not need to control. Người lái không cần phải điều khiển. The car, điều khiển the car là control the car. Không cần phải điều khiển cái ô tô. Unless something goes wrong. Chúng ta có hai cái lưu ý ở cái cụm từ phía cuối này. Thứ nhất là từ unless, nó có nghĩa là trừ khi, trừ phi. Thì việc dùng cái từ này, nếu như các bạn học theo ngữ pháp thì các bạn phải để ý đến nhiều thứ hơn. Phía sau nó là cái gì đó. Nhưng mà đối với cách học mới thì chúng ta cũng không cần phải để ý. Chúng ta chỉ cần biết đó là trừ khi hay là trừ phi. Trừ phi làm sao đó thì ở phía sau đó sẽ có làm cả một cái câu ở phía sau. Ở đây là trừ khi có cái gì đó không ổn, thì something là cái gì đó. Go wrong, chúng ta có cái cụm go wrong. Go wrong, go là đi, wrong là sai. Go wrong có nghĩa là đi sai. Đi sai thì có nghĩa là gặp trục trặc hay là có vấn đề gì đó. Thì ý của câu này rằng là người lái không cần phải điều khiển cái ô tô này trừ khi là nó gặp trục trặc. Đấy. Unless something goes wrong. Something là ngôi thứ ba số ít, cho nên go phải chia là goes wrong. Thế còn các bạn cứ sử dụng cái từ unless này bình thường nhá. Các bạn cứ nói đi. Sau cái từ unless này các bạn cho thêm cả một câu phía sau vào là được. Đó. Giống như trong tiếng Việt chúng ta nói thôi. Trừ khi có chuyện gì đó xảy ra, hay là trừ khi có gì đó trục trặc, thì chúng ta nói là unless something goes wrong. Something goes wrong. Something goes wrong, có gì đó trục trặc. Unless, trừ khi, something goes wrong, có gì đó trục trặc. Chúng ta sang câu tiếp là does the article say how much a flying car would cost? Bài báo này nói rằng cái ô tô này giá bao nhiêu tiền?
thì chúng ta có cái từ là how much là bao nhiêu đúng không ạ? Giá bao nhiêu chúng ta có thể nói là how much does it cost. Cái này chúng ta đã được học rồi. How much does it cost? How much does it cost? Chúng ta có từ cost là trị giá bao nhiêu tiền. Thì bây giờ chúng ta muốn hỏi một cái gì đó cụ thể là một cái máy bay này, một cái ô tô bay này sẽ có giá bao nhiêu. Bởi vì khi người ta nói ở trong cái bài báo này thì là ô tô đó chưa ra đời. Cho nên người ta sẽ hỏi rằng là thế thì sau này cái ô tô này sẽ có giá là bao nhiêu? Does the article say? Chúng ta lưu ý là đã đổi trợ động từ lên cơ, đầu câu là does thì phía sau là động từ nguyên thể phải để nguyên, không được chia gì cả. Does the article say how much a flying car would cost? Chúng ta có thêm cái từ would cost, sẽ có giá bao nhiêu đúng không ạ? Would cost. How much a flying car, một cái ô tô bay, would cost, sẽ có giá bao nhiêu? Đây là cách mà chúng ta hỏi một cái gì đó có giá là bao nhiêu. Bình thường ví dụ nếu chúng ta có một đi mua bàn mua ghế chẳng hạn, chúng ta có thể hỏi một cái bàn là cái bàn này có giá là bao nhiêu, thì chúng ta có thể hỏi là how much this table cost. Đó, lúc đó không phải là what cost nữa mà là nó không phải sẽ có giá bao nhiêu nữa mà là nó phải là có giá bao nhiêu, khẳng định luôn thì là how much this table would cost. Thì how much of a table this table cost. Đúng ra thì chúng ta phải thêm cái trợ động từ vào nữa là how much does this table cost. Đó thì nó mới đầy đủ câu. Ở trong câu này thì là trợ động từ đã được đảo lên đầu ở cái chỗ là does article say, thì ở phía sau chỉ là một cái mệnh đề mà chúng ta không cần phải dùng theo cái quy tắc như ở trên nữa. Thì chúng ta bỏ cái từ does đi, thì nó sẽ còn là how much a flying car would cost. Đó. Does the article say, bài báo nói rằng how much a flying car would cost, cái ô tô đó, cái ô tô bay đó sẽ có giá là bao nhiêu? It will probably cost too much money. Có thể nó sẽ có giá rất đắt. Chúng ta có từ đắt thì là expensive. Như ta đã biết là dùng tính từ expensive. Thế nhưng mà ở trong trường hợp khác chúng ta có thể dùng là too much money thì cũng có nghĩa là đắt. Rất nhiều tiền hay đắt thì cũng là một. Too much money là rất nhiều tiền. Cost too much money là có giá rất nhiều, có giá rất cao, có giá rất là nhiều tiền hay là rất đắt đấy. Too much là rất nhiều, quá nhiều. Money là tiền, too much money là rất nhiều tiền thì là nó rất là đắt. Còn chúng ta có cái từ probably là chúng ta có nhiều từ để nói về cái việc cái gì đó có thể xảy ra, nhưng mà một trong những từ phổ biến nhất là từ probably, thì các bạn đọc là probably, 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 it will probably, nó sẽ có thể, it will probably, nó sẽ có thể cost too much money, có giá rất là đắt đấy. It will probably cost too much money, nó có thể có giá rất là đắt đấy. Chúng ta thấy rằng là người ta chính ví dụ này là người ta đã sử dụng giữa từ would và từ will là thay thế cho nhau được. Chúng ta có thể nói là it would probably, nó sẽ, it will probably, hai cách đều được. Nó sẽ có thể cost too much money, có giá rất là đắt đấy. We would not be able to afford one. Chúng ta có câu tiếp theo nó lại dùng là would, là we would not, chúng ta không thể, be able, không thể, would not be able, chúng ta sẽ không thể. Be able thì như các bạn đã biết là nó bằng với lại từ can hay là could. We would not be able, chúng ta không thể, chúng ta sẽ không thể. To afford one, không thể mua được một cái. Chúng ta có từ động từ hơi đặc biệt một chút, đây là từ afford. Afford, 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 afford. Afford nó có nghĩa là đủ khả năng thanh toán cho cái gì đấy. Nếu các bạn nhìn thấy một cái gì đó muốn mua nhưng các bạn không có đủ tiền thì các bạn có thể nói rằng là oh, I cannot afford it. Có nghĩa là tôi không đủ tiền mua nó.
Ở đây thì là be able to afford one, có thể đủ tiền mua cho nó, mua nó, muốn mua một chiếc đấy, mua một chiếc ô tô đấy. We would not be able to afford one. Chúng ta sẽ không thể mua, có đủ tiền để mua một cái. Đó. Sang câu tiếp theo, true, đúng rồi. True thì nó là sự thật, nhưng nó cũng nghĩa là đúng nữa. True, đúng rồi, thì nó cũng giống như là cái từ yes, nó cũng nghĩa là đúng rồi thôi. But wouldn't it be nice to fly over traffic jams? À, chúng ta có từ mới ở đây là traffic jams, là tắc đường. Traffic là việc đi lại, giao thông. Jam, traffic jam thì cả cụm từ này có nghĩa là tắc đường. Chúng ta có từ fly over là bay qua, bay ở bên trên ấy. Over là qua, là bên trên ấy. Thì fly over traffic jams là bay qua cái chỗ tắc đường ở bên dưới. Thì cái từ này đọc là traffic, tra là tra đấy, tra, traffic, traffic jam, jam, jam thì các bạn đọc nó giống như cái từ J, G mà chúng ta đã học ở trong bài chữ cái. Jams, traffic jams, fly over traffic jams, bay qua những chỗ tắc đường. True, đúng rồi. But wouldn't it be nice to fly over traffic jams? Wouldn't it be nice? Ta đọc cái cụm này nhanh lên. Wouldn't it be nice? 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 Thế chẳng phải là hay, hay sao, đúng không? Chúng ta có từ hay là nice, chẳng phải là tốt sao? Wouldn't it be nice? Chẳng phải là tốt sao? To fly over traffic jams, nếu chúng ta có thể bay qua được những cái chỗ tắc đường. Instead of sitting in the middle of them, thay vì instead of, chúng ta cụm từ instead of, instead of nó là cả một cụm các bạn nhé. Các bạn đừng bao giờ nói chỉ một từ instead không, mà bao giờ nó cũng có instead of, thay thế cho cái gì đấy. Nghĩa của nó là thay vì, thay vì, thay vì làm sao đấy thì chúng ta có phải dùng phía sau là một danh từ. Sitting in the middle of them có nghĩa là ngồi ở giữa chúng. Ngồi ở đây có nghĩa là người ta lái ô tô thì người ta phải ngồi trong ô tô đấy. Tức là bị kẹt ở giữa cái cảnh tắc đường đấy, ngồi chờ đợi. Ở bên nước ngoài và thậm chí ở Việt Nam bây giờ thì cái cảnh này là cái cảnh rất là phổ biến, và chúng ta có thể hiểu nó sốt ruột như thế nào. Và ý người ta hỏi rằng là wouldn't it be nice, thế thì không tốt à, to fly over traffic jams, khi mà chúng ta có thể bay qua được những cái chỗ tắc đường đấy. Instead of sitting in the middle of them, thay vì chúng ta phải ngồi ở giữa cái đám đông đấy, thì ta có từ sit là ngồi, sitting là ngồi, in the middle là ở giữa, middle chúng ta đã học rồi là ở giữa, in the middle of them, them có nghĩa là chúng, thay cho những cái chỗ tắc đường đấy. In the middle of them, thì thường thường chúng ta hay nghe thấy từ middle nối với từ of thành middle of, in the middle of them. In the middle of them, đó. Sitting in the middle of them, ngồi giữa chúng, ngồi ở trong đó. Instead of, thay vì. Chúng ta sang câu cuối cùng là yes, vâng. But then, nhưng sau đó, we might end up, chúng ta có thể kết thúc with traffic jams in the sky. Với tắc đường ở trên bầu trời mà thôi. Ý của người bạn này là tức là sau khi mà ô tô đã có nhiều rồi thì cuối cùng lại tắc đường ở trên bầu trời mà thôi. Hết tắc đường ở dưới đất thì lại tắc đường ở trên bầu trời. But then, nhưng sau đó, then là sau đó, thì chúng ta có có hai nghĩa cho cái từ này. Then này nó có nghĩa là thì, nó có nghĩa là thì, vậy thì. Nghĩa của nó thứ hai là then là sau đó, sau đó. Trong trường hợp này chúng ta dùng dịch thế nào cũng được, nhưng mà theo tôi thì nên dịch là sau đó. But then, nhưng sau đó, we might, chúng ta có thể, end up, end up có nghĩa là kết thúc ấy. Ý người ta là cuối cùng, nhưng sau đó, cuối cùng chúng ta lại gặp traffic jams in the sky, lại gặp cái tắc đường ở trên bầu trời mà thôi. Traffic jams là tắc đường, in the sky là trên bầu trời, sky là bầu trời các bạn. Yes, but then we might end up with traffic jams in the sky. Yes, but then we might end up.
À, ta có ý này là đúng rồi, nhưng sau đó thì chúng ta có nhưng sau đó cuối cùng chúng ta lại có thể with traffic jams in the sky, lại gặp những cái tắc đường ở trên bầu trời mà thôi. Yes, vâng, but then we might, nhưng sau đó chúng ta lại có thể end up with traffic jams in the lại gặp tắc đường, cuối cùng lại gặp tắc đường ở trên bầu trời mà thôi. End up with traffic jams in the sky. Cuối cùng lại gặp tắc đường ở trên bầu trời mà thôi. But then we might, nhưng sau đó chúng ta có thể end up with traffic jams in the sky. Cuối cùng lại gặp tắc đường ở trên bầu trời mà thôi. Như vậy là chúng ta đã đi qua từng câu và bây giờ tôi sẽ đọc lại toàn bài này một lần cuối. Listen to this. Listen to this. Nghe này. This newspaper article says that. Bài báo này nói rằng. This newspaper article says that. Bài báo này nói rằng. Some scientists, một vài các nhà khoa học, đang nghiên cứu về a new kind of airplane, một loại máy bay mới, a new kind of airplane, một loại máy bay mới. People can use these flying cars for short trips, mọi người có thể sử dụng những cái chiếc ô tô bay này cho những chuyến đi ngắn. People can use these flying cars for short trips, mọi người có thể sử dụng những chiếc ô tô bay này cho những chuyến đi ngắn. How interesting, thú vị thật đấy. How interesting, thú vị nhỉ? The article says, bài báo nói rằng the first flying car, chiếc ô tô bay đầu tiên, might be ready, sẽ có thể được sẵn sàng within the next few years, trong vòng vài năm tới. That's quite soon. Oh, sớm thế. How would this flying car work? Thế thì chiếc máy bay này sẽ làm việc như thế nào? Can anybody use one? Ai cũng có thể sử dụng được nó? Or is it only for people? Hay nó chỉ dành cho những người who know how to fly airplanes, những người biết lái máy bay thôi. You don't need to be an airplane pilot. Bạn không cần phải là một phi công máy bay to use a flying car để dùng được chiếc ô tô bay đâu. The article says, bài báo nói rằng there would be a computer, sẽ có một cái máy tính inside the car, ở trong cái ô tô, that would know where you want to go, mà nó sẽ biết rằng nơi bạn muốn đi. The driver does not need to control the car. Người lái sẽ không cần phải điều khiển cái ô tô unless something goes wrong, trừ khi là có chuyện gì đó trục trặc. Does the article say, bài báo nói rằng how much a flying car would cost? Một chiếc ô tô bay như vậy sẽ có giá là bao nhiêu? It would probably cost too much money. Có thể nó sẽ có giá rất đắt đấy. We would not be able to afford one. Và chúng ta sẽ không thể mua được một cái đâu. True. Đúng rồi. Đúng vậy. But would it be nice to fly over traffic jams? Nhưng mà chẳng phải là tốt sao nếu chúng ta có thể bay qua được những cái chỗ tắc đường, instead of sitting in the middle of them, thay vì chúng ta phải ngồi ở giữa chúng. Yes, vâng. But then we might end up with traffic jams in the sky. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ lại gặp tắc đường ở trên trời mà thôi. Thì đó là toàn bài ngày hôm nay. Các bạn sẽ cố gắng nghe lại cái phần giảng bài này khoảng 2-3 lần để cho hiểu kỹ các cái ý ở trong bài. Sau đó các bạn chuyển qua tập đọc thật là nhiều. Và cuối cùng là các bạn nghe đi nghe lại cái băng của người bản xứ. Và sau này thì các bạn sẽ nếu quên thì các bạn có thể nghe lại bài giảng. Còn nếu không, nếu các bạn đã nhớ hết rồi thì các bạn chỉ cần đọc lại thật nhiều và tập tách ý, chia ý ra và tập nói. Thậm chí là không cần phải nhìn vào vào trong trong transcript. Và các bạn nhớ là phải tập cả nghe nữa, bởi vì cái nghe đó sẽ quyết định được cái khả năng sau này các bạn nghe được các cái đoạn hội thoại và nghe được cái đoạn độc thoại. Bài ngày hôm nay của chúng ta tạm dừng ở đây. Hôm sau chúng ta sẽ đến với bài số 7. Xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn và chúc các bạn học tốt.